Xin chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bá Hùng Audio. Video clip ngày hôm nay, em xin được gửi tới toàn thể quý vị và các bạn một bản nhạc test trên một cấu hình phối ghép rất hay, chơi nhạc đa dạng và rất hợp lý trong tầm tiền. Để gửi tới quý vị và các bạn cùng tham khảo và thưởng thức. Cấu hình phối ghép bao gồm cặp loa cây đến từ Anh Quốc, cặp loa BW 704. Loa sử dụng một loa bass đường kính 16,5 cm, gân cao su màng giấy, một loa mid đường kính 16,5 cm, màng Kevlar, gân cao su và một loa chép dôm nằm ở phía bên trên cùng. Cặp loa rất dễ phối ghép âm ly và chơi nhạc đa dạng. Hôm nay em sẽ thực hiện phối ghép cùng chiếc âm ly Denon PMA900HNE, một chiếc âm ly tích hợp cả DAC cho các bác có thể chơi từ những nguồn nhạc số rất là tiện lợi. Các bác có thể kết nối Wi-Fi và chơi nhạc trực tuyến trên những trang nhạc chất lượng cao như là Spotify hoặc Tidal. Một chiếc âm ly rất là hay và tiện lợi. Cả combo này hiện tại đang có mức giá là 60.500.000 đồng. Nhưng hôm nay shop em sẽ có mức giá khuyến mại rất tốt cho quý vị và các bạn cùng sở hữu bộ đôi sản phẩm này với mức giá 57 triệu đồng, và tặng kèm dây dẫn và free ship lắp đặt trong nội thành cho quý vị và các bạn nào mua cả combo này. Quý vị và các bạn nào yêu thích chất âm của cả combo này thì xin liên hệ em qua số điện thoại 0855 263 263, hoặc đến trực tiếp cửa hàng của em tại địa chỉ số 32 phố Vũ Phạm Hàm. Sau đây em xin mời toàn thể quý vị và các bạn cùng đeo tai nghe và thưởng thức bản nhạc test. Thành phố sương mù mưa mù